Thấy các cô các bác thấy không, cháu ngủ mà lông mày cháu nó đang cau vào đây này, khó tính như ma luôn đấy các cô các bác ạ. Đấy đây này, nàu nhàu khó tính lắm, hơi một tí là bắt lạt bố mẹ luôn. Biết mình là cậu ấm rồi, út ít trong nhà rồi, suốt ngày bắt lạt bố mẹ thôi. Ở nhà mà ai mà không về là về là hỏi là bắt đầu mách các cô chú ạ. Cháu ghê lắm, cháu là con trai nhưng mà cháu ghê lắm đấy các cô chú ạ. Đấy bây giờ thì quấy cả ngày, bây giờ mới ngủ đấy, nhưng mà cháu yêu lắm, ngoan lắm. Đấy nhìn mày cháu này cau lên này các cô bác, nhìn cháu cau mày đây này, cau và nhìn sợ không, ngủ mà khó tính luôn nhá, chứ không phải đơn giản đâu nhá. Bố cháu mà le ve là cháu mách luôn đấy các cô các chú ạ. Khó tính lắm. Đây tiện qua đây là cháu phải kiếm cơm cho mẹ cháu nhá. Mẹ cháu là đang bán cái dòng an dạ Hitoshi. Các cô các chú các anh các chị nào mà bị trào ngược dạ dày, bị ợ nóng ợ hơi ợ chua, bị chướng bụng đầy hơi này, bị lôn khan bị ho khan này, hoặc là các cô các bác là bị HP dạ dày đấy, chảy máu dạ dày do uống rượu bia này, bị rối loạn tiêu hóa do đau hang vị này, đau đại tràng này, thì chỉ cần uống cho cháu 2 đến 3 hộp này là tịt luôn nhá. Có những người uống một hộp là khỏi rồi, đặc biệt là vi khuẩn HP là tốt lắm các cô ạ. Đấy một hộp này là 20 gói nhá các cô nhá. Một ngày các cô các bác uống cho cháu 2 gói. Và nhớ là dòng sản phẩm này nó bằng thảo dược, nó chiết xuất từ lá khôi, hoàng bá, khổ sâm, dạ cẩm và nghệ vàng, không có tác dụng phụ và cam kết là ok luôn. Một hộp là 350.000. Các cô các bác mà yêu sóc ấy thì mua sản phẩm cho mẹ sóc đi, để mẹ sóc lấy tiền mua sữa cho sóc nha. Nhưng mà mua sản phẩm nhà sóc uống là khỏi đấy ạ. À. Vì mẹ sóc là bán 5-6 năm nay rồi, nên các cô các chú yên tâm mà sử dụng nha. Ai mà muốn lấy sản phẩm thì nhắn tin cho mẹ sóc để mẹ sóc chuyển hàng cho các cô các chú nha. Bye bye. Yeah.